tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người xem dở khóc dở cười. Miss Ren thế giới di động, sải cắt bót Sài Gòn chợ lớn, giãy tay chào khán giả và cái kết. Té dập cái đít này he, cho bà hết ngựa ngựa nha bà. Tưởng đăng quang ai về phém đăng suốt luôn. Tiếp theo chị đẹp bưng đồ ăn ra á thị. Gì nữa đâu mà khóc vơi. Ủa gì vậy bà nội? Miễn lễ nha. Đứng đưa được rồi quyền chi không biết à? Bà kiểu biết gì đâu. Còn đây bà chị Yoga Ninja ẻn ẻn bước ra cửa thì bất ngờ. Trời ơi! Tông cái rầm vô cửa dội ra té bật ngửa, ôm đầu đau đớn. Định xuyên không hả bà? Vô mua cái đồng hồ đi rồi tôi tặng cho cổ máy thời gian nè. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.